Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã tiếp nhận một trường hợp là nam bệnh nhân trẻ tuổi đến Thu Cúc TCI trong tình trạng đau mỏi mạn sườn trái. Qua khai thác tiền sử bệnh, anh Kiều Đức Kiên, 32 tuổi tại Thạch Thất Hà Nội đã phát hiện mắc sỏi thận khi còn nhỏ nhưng không điều trị bởi nghĩ sỏi sẽ tự trôi ra ngoài. Tuy nhiên gần đây, sức khỏe suy giảm, anh Kiên quyết định đi thăm khám tại Thu Cúc TCI và kết quả chẩn đoán xác định anh Kiên mắc sỏi thận kích thước lớn với số lượng 2 viên. Sỏi bề thận trái kích thước 11 x 23mm, đài thận dưới có sỏi kích thước 6 x 7mm. Và giải pháp hiệu quả toàn diện mà thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Huy Huyên dành cho nam bệnh nhân trẻ tuổi, vừa loại bỏ được đồng thời 2 viên sỏi, vừa không ảnh hưởng đến chức năng thận ngay từ khi còn trẻ, đó là tán sỏi qua da đường hầm nhỏ bằng laser. Với phương pháp điều trị đột phá này, chỉ thông qua một vết sạch khoảng 5mm ở khu vực hông lưng trái bên thận có sỏi, bác sĩ sẽ tạo một đường hầm vào thận có đường kính cũng khoảng 5mm. Đường hầm này giúp đưa thiết bị nội soi, dây dẫn năng lượng laser vào để bắn phá sỏi lớn thành vụn và vụn sỏi sẽ được hút trực tiếp ra bên ngoài. Đặc biệt, thay vì sử dụng nhiều đường hầm vào thận để tiếp cận các viên sỏi, ekip bác sĩ hàng đầu tại Thu Cúc TCI sẽ tối ưu sử dụng một đường hầm duy nhất vào thận, hạn chế xâm lấn tối đa cho bệnh nhân. Và quá trình tán sỏi của anh Kiều Đức Kiên đã diễn ra thành công, hai viên sỏi đã được loại bỏ đồng thời ra khỏi thận chỉ thông qua một đường hầm nhỏ duy nhất, nhanh chóng chỉ sau một lần điều trị. Bệnh nhân còn được đảm bảo giảm tối đa vết thương lớn ở nhu mô thận, từ đó bảo toàn được chức năng thận, người bệnh không mất sức, nhanh chóng phục hồi. Có thể thấy không chỉ những bệnh nhân lớn tuổi mà những bệnh nhân trẻ cũng rất lo lắng về sức khỏe sau điều trị. Tuy nhiên, với công nghệ tán sỏi tân tiến thông qua vết sạch 5mm tại Thu Cúc TCI, không chỉ anh Kiên mà người bệnh đến TCI đều có thể thoát sỏi kích thước lớn không cần mổ mở, sức khỏe phục hồi nhanh chóng, thận và những cơ quan lân cận không bị ảnh hưởng. Vậy nên, nếu có nhu cầu tán sỏi công nghệ cao với những chuyên gia hàng đầu tại Thu Cúc TCI, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0936 388 288.